Trong chương trình ngày hôm nay, mời quý vị đến với những nội dung chính sau đây. Nhà Trắng trước Nga rẽ quyền lực, ông Biden nỗ lực hoàn thành di sản. Nguy cơ EU chia rẽ về vấn đề Ukraine. Ông Trump sẽ nhận được Nobel Hòa Bình nếu kết thúc xung đột Nga-Ukraine. Ngay bây giờ là nội dung chi tiết. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Vào tháng 6 năm nay, Tổng thống Biden đã công bố chương trình giữ gia đình bên nhau, mở đường cho khoảng 500.000 người nhập cư bất hợp pháp trở thành công dân Mỹ. Chính phủ đương nhiệm tin rằng, chính sách này sẽ giúp thúc đẩy sự gắn kết gia đình và củng cố nền kinh tế. Tuy nhiên, Thẩm phán liên bang J. Cabral Barker tại Texas vừa qua đã ra phán quyết chặn chương trình này, cho rằng nó đã vượt quá quyền hành pháp của Tổng thống Joe Biden. Động thái này được coi là đòn giáng với ông chủ Nhà Trắng, có thể khiến chương trình bị đóng băng trong những tháng cuối nhiệm kỳ của ông Biden. Theo đó, người phát ngôn Nhà Trắng Angelo Hernandez vừa qua tuyên bố chính quyền ông Biden không đồng tình với phán quyết này và đã xem xét các hành động tiếp theo. Trong khi đó, Tổng trưởng lý Texas Ken Patterson ca ngợi phán quyết của thẩm phán Barker người được ông Trump bổ nhiệm trong nhiệm kỳ đầu tiên. Cụ thể, ông Potter nói, Một lần nữa, chúng tôi đã ngăn chặn những nỗ lực triệt để của chính quyền ông Biden và bà Harris nhằm phá hủy biên giới nước Mỹ và làm suy yếu nền pháp quyền. Đáng chú ý, ứng viên Cộng hòa Donald Trump đã đánh bại đối thủ là phó tổng thống Kamala Harris trong cuộc bầu cử ngày 4 5 tháng 11 và dự kiến phát động chiến dịch trấn áp người nhập cư trái phép trên diện rộng, trong đó có thể hủy bỏ sáng kiến của ông Biden. Tổng thống đắc cử Trump gọi đây là chính sách ân xá hàng loạt nhằm khuyến khích nhập cư bất hợp pháp. Chưa dừng lại tại đó khi chiến thắng của ông Donald Trump đã khiến nhiều người lo ngại rằng viện trợ Mỹ cho Ukraine có thể sẽ bị ảnh hưởng. Sự chuyển giao quyền lực ở Nhà Trắng có thể là một bước ngoặt đối với Ukraine, nhất là khi cuộc xung đột với Nga đang bước vào giai đoạn quyết định. Tổng thống đương nhiệm Joe Biden có thể thực hiện một số biện pháp để duy trì viện trợ cho Ukraine, bao gồm việc sử dụng 5 tỷ đô la Mỹ tài sản của Nga bị đóng băng tại Mỹ để hỗ trợ tài chính cho Kiev. Tuy nhiên, việc tịch thu tài sản này vẫn đang gặp phản đối từ một số quốc gia châu Âu vì lo ngại phản ứng từ Moscow. Thỏa thuận G7 về các khoản vay lãi suất hỗ trợ đang là một giải pháp trung gian mà nhiều bên đều ủng hộ. Lầu Năm Góc đã cam kết chuyển giao hết 6 tỷ đô la Mỹ viện trợ còn lại cho Ukraine trước khi ông Trump chính thức nhậm chức vào ngày 20 tháng 11. Điều này nhằm đảm bảo rằng Mỹ có thể thực hiện cam kết với Ukraine trước khi các chính sách có thể thay đổi. Trong bối cảnh đó, tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky vẫn đang cố gắng tìm kiếm sự đồng ý của phương Tây cho phép sử dụng vũ khí tấn công sâu vào lãnh thổ Nga. Nếu được chấp thuận, các nước châu Âu như Anh có thể sẽ ủng hộ theo. Tuy nhiên, mong muốn lớn nhất của Ukraine vẫn là tư cách thành viên NATO. Dù việc này hiện không nằm trên bàn đàm phán, tổng thống Biden có thể sẽ thúc đẩy một số bước đi giúp Ukraine tiến gần hơn đến mục tiêu này trước khi ông rời nhiệm sở vào tháng 1. Theo RT Thủ tướng Đức Olaf Scholz đã thừa nhận sự chia rẽ giữa các nước thành viên EU về vấn đề Ukraine. Ông cũng nhấn mạnh bất kỳ cuộc đàm phán hòa bình nào trong tương lai cần có sự tham gia của Ukraine. Thủ tướng Olaf Scholz nói phe ủng hộ duy trì hỗ trợ Ukraine trong nội bộ Liên minh châu Âu, EU, lớn hơn phe ủng hộ thúc đẩy hòa bình ở Ukraine. Trong đó nổi lên là Thủ tướng Hungary Viktor Orbán. Ông Scholz đưa ra tuyên bố sau khi có cuộc gặp các lãnh đạo EU ở Hungary. Ông lưu ý các cuộc thảo luận xoay quanh vấn đề Ukraine là rất chi tiết, ngẫu nhiên và nồng nhiệt. Thủ tướng Đức xác nhận không phải tất cả các thành viên EU đều cùng chung quan điểm khi nói về cách xử lý cuộc xung đột. Ông nói: "Tôi không muốn che giấu sự thật rằng có những lập trường khác nhau trong nội bộ EU. Ai cũng có thể thấy điều đó một cách công khai. Quan điểm mà thủ tướng Hungary bày tỏ ở đây về vấn đề này không giống với quan điểm của tôi hoặc nhiều nước châu Âu khác." Theo ông Scholz, Đức và nhiều nước thành viên EU khẳng định việc đảm bảo sự hỗ trợ cần thiết cho Ukraine là ưu tiên hàng đầu. Thủ tướng Đức lưu ý, một nguyên tắc mà hầu như mọi người đều đồng ý đó là các cuộc đàm phán không thể được tiến hành nếu không có đại diện Ukraine tham dự. Tương lai của nỗ lực viện trợ cho Ukraine là một trong những câu hỏi lớn mà EU phải đối mặt sau chiến thắng của ông Donald Trump khi khu vực này đang gặp thách thức để có thể thống nhất chiến lược viện trợ Kiev. Trong khi đó, Thủ tướng Hungary, ông Viktor Orbán cho rằng sau khi đắc cử, ông Donald Trump sẽ giúp Washington khỏi cuộc xung đột Nga-Ukraine và kêu gọi châu Âu thay đổi chiến lược. Ông Orbán tuyên bố, người Mỹ sẽ rút khỏi cuộc xung đột này, trước hết họ sẽ không khuyến khích cuộc xung đột nữa. Thủ tướng Hungary Viktor Orbán nói Liên minh châu Âu cần xem xét lại việc hỗ trợ Ukraine sau chiến thắng của Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump, đồng thời nhấn mạnh rằng châu Âu không thể tự mình viện trợ cho Ukraine trong cuộc xung đột với Nga. Ông Orbán trước đó cũng đã từng kêu gọi ngừng bắn ngay lập tức ở Ukraine, sau đó sẽ là các cuộc đàm phán hòa bình giữa Kiev và Moscow. Một lời kêu gọi đã bị Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky từ chối một cách mạnh mẽ. Hiện chỉ có ông Orbán và Thủ tướng Slovakia Robert Fico kêu gọi EU thay đổi chiến lược Ukraine, trong khi những người khác cho rằng chiến lược hiện tại đang có hiệu quả. Nhưng các nhà lãnh đạo châu Âu biết rằng họ có thể phải đối mặt với viễn cảnh Mỹ cắt giảm hỗ trợ cho Ukraine dưới thời ông Trump và đã bắt đầu thảo luận về cách họ sẽ ứng phó trong trường hợp đó như thế nào, các nguồn tin cho biết. Trong lúc tranh cử tổng thống Mỹ, ông Trump nói ông sẽ kết thúc xung đột Ukraine trong vòng 24 giờ thông qua việc đàm phán một thỏa thuận. Theo đó, phó thủ tướng Ý Matteo Salvini cho rằng tổng thống vừa đắc cử Donald Trump của Mỹ nên được trao giải Nobel Hòa bình nếu ông giải quyết được tình hình hiện tại ở Đông Âu cụ thể báo telegraph dẫn bài đăng của ông salvini trên x cho hay tổng thống đắc cử donald trump nên nhận giải nobel hòa bình nếu ông thành công trong việc chấm dứt xung đột giữa nga và ukraine đồng thời phó thủ tướng ý nói thêm ngoài việc cứu được nhiều nhân mạng cách giải quyết này sẽ mang lại một tương lai êm đềm hơn so với những gì đảng dân chủ đã để lại cho đến nay đáng chú ý phát biểu của phó thủ tướng ý gần như giống y hệt với một tuyên bố của tổng thống belarus alexander lukashenko đưa ra cách đây ít lâu Cụ thể, khi Epoch đưa tin, Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko tuyên bố rằng đất nước của ông sẽ đệ trình đề cử giải Nobel hòa bình cho Tổng thống Mỹ mới đắc cử Donald Trump nếu ông Trump có thể chấm dứt cuộc xung đột ở Ukraine. Ông Lukashenko nói, nếu ông Donald Trump thực hiện lời hứa trong chiến dịch tranh cử của mình là chấm dứt cuộc chiến Nga-Ukraine, Belarus sẽ kiến nghị trao giải Nobel hòa bình cho ông ấy. Tuy nhiên, ông cũng lưu ý rằng không phải mọi yếu tố đều phụ thuộc vào ông Trump vì một giải pháp hòa bình đòi hỏi sự tham gia của cả hai bên trong cuộc xung đột. Ngoài ra, nhà lãnh đạo Belarus cũng cho biết ông Trump là một chính trị gia mạnh mẽ và quyền lực. Ông thừa nhận cá nhân ông cảm thấy khó để tin ông Trump đã thắng cử dù trải qua hàng loạt trở ngại như bị ám sát, bị gây áp lực và vướng rắc rối pháp lý. Được biết, Nobel Hòa Bình được lựa chọn bởi một ủy ban gồm 5 người do Quốc hội Na Uy lựa chọn. Theo di trúc của nhà sáng lập Alfred Nobel, nó được trao cho những cá nhân đã nỗ lực xây dựng tình anh em giữa các quốc gia giảm bớt chạy độ quân sự và tổ chức các sự kiện hòa bình. Giải thưởng sau đó được mở rộng để thu hút mọi hình thức vận động từ các tổ chức quốc tế như chương trình lương thực thế giới đến nhóm các bác sĩ giúp đỡ những nạn nhân của bạo lực tình dục. Nobel hòa bình luôn có được quan tâm dư luận bởi thông điệp mà nó có thể gửi đến thế giới. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Ba Lan Vladislav Konisiakamis mới đây đã bình luận trên tờ Washington Journal về kế hoạch được cho là của nhóm ông Trump nhằm giải quyết xung đột ở Ukraine. Theo ông, Tổng thống đắc cử Donald Trump vẫn chưa quyết định sẽ làm gì với Ukraine. Cụ thể, ông Kosiniak Kamis cho biết, theo những gì tôi biết, ông Trump chưa đưa ra bất kỳ quyết định nào, chưa công bố bất kỳ điều gì liên quan đến các hành động ở Ukraine. Song song với đó, lãnh đạo Ba Lan cho biết thêm rằng, tôi thực sự muốn yêu cầu sự thận trọng liên quan đến thông tin này. Sự thận trọng trong việc giải thích thông tin mà một trong những cố vấn của ông Trump đã đề xuất điều này hay điều kia vẫn đang tiếp diễn. Được biết, cũng theo Wall Journal đưa tin, Tổng thống đắc cử của Mỹ đang nhận được đề xuất từ các cố vấn về kế hoạch chấm dứt xung đột, bao gồm thiết lập khu phi quân sự dài 1.300 km giữa Nga và Ukraine, Kiev cam kết không gia nhập tổ chức hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO trong ít nhất 20 năm để đổi lấy việc Mỹ tiếp tục viện trợ vũ khí. Được biết, ở các phương án trước, ông Donald Trump đều khuyến nghị đóng băng cuộc chiến, củng cố việc Nga kiểm soát khoảng 20% lãnh thổ Ukraine. Về vấn đề lãnh thổ giữa Nga và Ukraine, Phó Chủ tịch Quốc hội Ukraine Vyakhov Narada Anna Skorokhod thừa nhận rằng Kyiv không thể quay trở lại biên giới năm 1991 bằng biện pháp quân sự. Tuy nhiên, theo bà, tất cả những binh sĩ mà bà nói chuyện đều nói rằng với tình hình ở tiền tuyến, Ukraine đã vượt qua điểm không thể quay lại và việc kiểm soát lại các vùng lãnh thổ biên giới năm 1991 là không thể. Phó chủ tịch quốc hội cũng lưu ý người dân Ukraine có rất ít tình nguyện viên đồng ý ra trận. Từ đó, bà Skorokhod nhấn mạnh: "Tôi không thấy dòng người sẵn sàng chiến đấu đến cùng". Phát biểu về lãnh thổ Ukraine của bà Skorokhod cũng từng được Tổng thống nước này, ông Volodymyr Zelensky phát biểu hồi tháng 3 vừa qua. Theo đó, người đứng đầu Kiev cho rằng không cần thiết phải kiểm soát lại lãnh thổ chỉ bằng biện pháp quân sự, đồng thời chỉ ra các lực lượng Ukraine ít nhất nên khu vực hiện trạng năm 2022. Cụ thể, ông Zelensky lúc đó cho biết, chúng ta sẽ không phải kiểm soát toàn bộ lãnh thổ của mình bằng biện pháp quân sự. Tôi chắc chắn rằng khi Tổng thống Nga Vladimir Putin mất đi những gì ông ấy đã kiểm soát kể từ năm 2022, ông ấy sẽ hoàn toàn mất niềm tin ngay cả với những nước vẫn đang còn nghi ngờ liệu có nên ủng hộ Ukraine hay không. Song song với đó, theo RT đưa tin, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã chỉ ra rằng việc quay trở lại biên giới năm 1991 của Ukraine không còn là điều kiện tiên quyết để tổ chức các cuộc đàm phán hòa bình với Nga, ngay cả khi ông tiếp tục thúc đẩy công thức hòa bình của riêng mình. Nga liên tục thực hiện những đợt tấn công bằng máy bay không người lái tầm xa UAV vào nhiều thành phố của Ukraine trong thời điểm quân đội nước này tiến về phía đông. Ngoài việc gia tăng các cuộc không kích, Moscow đã bắt đầu triển khai máy bay không người lái mồi nhử không có đầu đạn để áp đảo hệ thống phòng không của Ukraine. Hãng tin CNN dẫn lời người phát ngôn không quân Ukraine Yuri Inat cho biết UAV mồi nhử mang theo một hình cầu in 3D được bọc trong giấy bạc để mô phỏng đầu đạn của loại UAV Shahed-136. Theo ông Yuri Inat, những máy bay không người lái rẻ tiền này gây nhầm lẫn cho hệ thống phòng không của Ukraine. Ông nói thêm rằng, máy bay không người lái mùi nhừ chiếm tới một nửa số máy bay không người lái mà Nga phóng vào Ukraine. Cách đây ít hôm, Tổng thống Zelensky cho biết, lượng UAV Nga phóng nhằm vào Ukraine trong mùa thu năm nay nhiều gấp khoảng 10 lần so với cùng kỳ năm ngoái. Ông Zelensky yêu cầu quân đội Ukraine tăng cường năng lực phòng thủ ở những khu vực trọng yếu, tăng số lượng tổ phòng không di động và phát triển giải pháp đối phó UAV. Bộ Quốc phòng Nga chưa bình luận về thông tin. Cơ quan này thường không công bố số lượng UAV cảm tử và tên lửa được triển khai trong mỗi đòn tấn công Ukraine. Kể từ khi xung đột nổ ra hồi năm 2022, quân đội Nga đã nhiều lần sử dụng sức mạnh không quân vượt trội để tấn công các mục tiêu trên khắp Ukraine. Tổng thống Volodymyr Zelensky cho biết đất nước ông cần thêm trợ giúp, trong bối cảnh nguồn viện trợ từ phương Tây cho Kiev có nguy cơ bị đe dọa sau khi ông Donald Trump đắc cử Tổng thống Mỹ. Ông viết trên Telegram: "Điều quan trọng là phải cùng nhau hành động và quyết đoán ở cấp độ quốc tế mỗi khi Nga cố gắng hủy hoại cuộc sống của chúng tôi. Đây là cách duy nhất để đạt được hòa bình công bằng và ngăn chặn sự bất hạnh đến với người dân chúng tôi." Cường độ hỏa lực của Nga đã tăng đáng kể từ giữa năm nay. Bộ quốc phòng Anh hôm 8 tháng 11 cho biết Nga đã phóng khoảng 2.000 UAV vào Ukraine trong tháng 10, nhiều hơn một phần ba so với tháng trước, đánh dấu tháng thứ ba liên tiếp Moscow tăng cường đáng kể các cuộc tấn công bằng UAV. Theo Time of Israel, Ngoại trưởng Iran Abab Arabchi đã cảnh báo về việc các cuộc xung đột ở Trung Đông có thể gây ra hậu quả ở ngoài khu vực này. Ông Arabchi cho biết, các chiến dịch của Israel tại Gaza và Liban đang làm dấy lên nguy cơ xung đột. Tình trạng bất ổn và mất an ninh sẽ không bị giới hạn ở Trung Đông hay Tây Á, mà sẽ ảnh hưởng tới các khu vực khác ở xa hơn. Bất chấp các nỗ lực hòa giải và kêu gọi hỗ trợ nhân đạo của cộng đồng quốc tế, tình hình ở giải Gaza vẫn đang vô cùng khó khăn. Trong khi đó, đài CNN cho biết, các quan chức Mỹ và Qatar đã hé lộ về việc Doha đồng ý trục xuất các thủ lĩnh Hamas, một động thái nhằm buộc nhóm chiến binh chấp nhận thỏa thuận ngừng bắn và trao trả con tin. Nguồn tin của CNN cho biết, Hamas là nhóm khủng bố đã bắt công dân Mỹ làm con tin. Sau nhiều cuộc đàm phán, các thủ lĩnh của nhóm này không còn được chào đón ở bất kỳ quốc gia nào đối tác của Mỹ. Quan chức Mỹ nói với giới chức Qatar rằng, sự hiện diện của Hamas tại Doha không còn được chấp nhận khi nhóm vũ trang này từ chối thỏa thuận ngừng bắn mới nhất. Mỹ coi Qatar là một đồng minh quan trọng ở Trung Đông. Hai nước hồi năm 2012 đã có thỏa thuận qua đó cho phép Qatar đón tiếp các thủ lĩnh chính trị Hamas. Kể từ khi Hamas tấn công Israel tháng 10 năm ngoái, Washington liên tục đề nghị Doha chấm dứt quan hệ với Hamas. Tuy nhiên, Doha cho rằng việc duy trì văn phòng đối ngoại của Hamas sẽ tạo kênh liên lạc để thảo luận các đề xuất ngừng bắn và thả con tin. Bộ Ngoại giao Qatar chưa bình luận thông tin trên, trong khi ba thành viên cấp cao của Hamas phủ nhận tin nhóm này không còn được Qatar chào đón. Qatar đóng vai trò quan trọng trong các thảo luận lệnh ngừng bắn và các cuộc họp thường diễn ra tại Doha cũng một phần vì có hiện diện của thành viên cấp cao Hamas tại đây. Hiện vẫn chưa rõ thời gian chính xác các thành viên Hamas bị trục xuất, cũng như địa điểm họ sẽ đến sau khi bị trục xuất. Vừa qua, Hezbollah tuyên bố đã bắn một loạt tên lửa vào căn cứ hải quân Stalmaris ở tây bắc thành phố Haifa, và đây là cuộc tấn công thứ hai vào căn cứ quân sự Israel trong chưa đầy 24 giờ. Hezbollah cho biết đã phóng hàng loạt tên lửa nhằm vào căn cứ không quân Ramat David ở đông nam Haifa. Bên cạnh đó, lực lượng này phóng một loạt tên lửa khác vào khu thành phố Kiryat của Israel. Phong trào Hezbollah tại Liban khẳng định cuộc tấn công diễn ra để đáp trả các cuộc tấn công và thảm sát do Israel gây ra. Đến nay, phía Israel vẫn chưa lên tiếng về thông tin Hezbollah đưa ra. Các cuộc phóng tên lửa trả đũa của Hezbollah diễn ra trong bối cảnh Israel tiếp tục tấn công vào nhiều khu vực khác nhau của Liban, bao gồm làng Habata ở tỉnh Banbek Hermen và Sebaa, Kafamenki, Kafahata, Kafadajan C.H.B.E. cùng Cafatepnit ở miền Nam Liban. Đáng chú ý trong bài phát biểu được ghi âm trước khi có kết quả bầu cử tổng thống Mỹ, thủ lĩnh Hezbollah từng tuyên bố bất cứ ứng cử viên nào thắng đều không ảnh hưởng đến bất kỳ thỏa thuận ngừng bắn nào có thể xảy ra. Trong một diễn biến khác, lực lượng không quân ở Yemen cũng xác nhận đã tiến hành cuộc tập kích bằng tên lửa đạn đạo nhằm vào căn cứ không quân Nevatim ở phía nam Israel. Nhóm vũ trang Yemen cũng khẳng định cuộc tấn công đã thành công khi đánh trúng mục tiêu và gây thiệt hại cho quân đội Israel. Lực lượng phòng vệ Israel IDF xác nhận cuộc tập kích của Houthi, song cho biết quả tên lửa của nhóm vũ trang đối địch đã bị lưới phòng không Israel bắn hạ và không gây ra bất kỳ thiệt hại đáng kể nào. Hezbollah và Houthi là hai trong số các nhóm vũ trang mạnh nhất trong trục kháng chiến do Iran dẫn dắt tại khu vực. Hai nhóm này đã liên tiếp phát động các cuộc tấn công tầm xa vào Israel trong hơn một năm qua, sau khi lực lượng phòng vệ Israel IDF mở chiến dịch quân sự vào giải Gaza để trấn áp phong trào Hamas, cũng là nhóm vũ trang trong trục kháng chiến được Iran hậu thuẫn trong bối cảnh giao tranh giữa Israel và lực lượng Hezbollah ở Liban tiếp tục căng thẳng nguy hiểm, các quốc gia Ả Rập và hồi giáo đã kêu gọi cộng đồng quốc tế, đặc biệt là các quốc gia có ảnh hưởng và Liên Hợp Quốc can thiệp ngay lập tức để ngăn chặn xung đột leo thang thành một cuộc chiến rộng lớn hơn. Trong một tuyên bố, Bộ Ngoại Giao Ai Cập kêu gọi một giải pháp hòa bình cho cuộc khủng hoảng, chấm dứt ngay lập tức và thực hiện công bằng nghị quyết số 1701 của Hội đồng An Liên Hợp Quốc, cũng như tạo cơ hội cho các giải pháp ngoại giao. Tuyên bố nêu rõ, Ai Cập trước đây đã cảnh báo về những nguy cơ từ các hành động của Israel ở Gaza và tình trạng leo thang xung đột có thể đẩy trung đông vào một cuộc chiến tranh toàn diện